Bạn biết gì về lập trình iOS? Bạn là sinh viên? Lập trình viên? Bạn muốn lập trình những ứng dụng di động, xây dựng ứng dụng cho hàng triệu người dùng iPhone và máy tính bảng? Khóa học: thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế. Hoàn chỉnh, thiết thực, từ cơ bản đến nâng cao, hệ thống bài bản. Ngoài ra, trong từng chương và từng bài sẽ có những kinh nghiệm, lời khuyên, mẹo vặt hữu ích. Mỗi chương là một ứng dụng, các bạn sẽ được tự tay làm ra sản phẩm. Bạn sẽ tạo ra những ứng dụng tuyệt vời từ khóa học. Kết thúc khóa học này, đầu tiên bạn sẽ hiểu một cách chắc chắn và tường tận về cấu trúc cần có của một ứng dụng iOS. Thứ hai, bạn sẽ nắm vững các cấu trúc dữ liệu và conversion chuẩn trong iOS Framework. Cuối cùng, bạn có thể bắt tay ngay vào việc xây dựng một ứng dụng iOS cho riêng mình. Hãy nhanh tay đăng ký để cùng khám phá những điều bổ ích từ khóa học.